còn việc chuyển hướng canh tác và phục hồi sản xuất, thường vụ đã bàn rồi. Sau khi nước xuống, các chi bộ chúng ta sẽ thảo luận thật kỹ. Bây giờ nhiệm vụ trước mắt là chúng ta phải vận động bà con chuyển ngay vào trong đê chính để bảo đảm an toàn. Không được để sót lại một gia đình nào ở ngoài đê cả. Có còn đồng chí nào có ý kiến gì nữa không? Có đồng chí nào phản đối không ạ? Thôi, đã gọi là hy sinh thì còn phải bàn cãi gì nữa. Nhất trí với thường vụ thôi. Tôi xin nhắc lại, đúng 12 giờ trưa mai, tôi sẽ phát lệnh phá bối. Nước đang dâng cao, vướng con đê bối xã ta đâm thẳng vào kè gốc gạo. Kè đang bị uy hiếp mạnh. Chúng ta phải kiên quyết phá bối để bảo vệ hàng ngàn đồng bào trong đê chính bên kia sông nữa. Kia sông. Lối phá vào đây, thoát ra chỗ này, thanh toán các vật cản, cho dòng sông chảy thẳng, không đâm vào kè gốc gạo nữa. Đưa đồng bào và chuyển kho xong, lực lượng ngoài bối sẽ bổ sung cho việc bảo vệ đê chính. Thôn 1. Có. Từ đây đến đây. Vâng. Thôn 2. Đây. Có. Thôn 3. Đến đây. Đồng ý. Gấp lắm rồi các đồng chí ạ. Đề nghị vào việc ngay cho. Phải vận động bà con cho tốt. Tránh mệnh lệnh. Thôi ạ, đề nghị giải tán. Tôi xin nói có đồng chí, muốn thắng cái thằng Mỹ đế quốc trùm sọ thì mình phải dám hy sinh. Đến ngay như Hà Nội, Hải Phòng kia mình cũng còn chẳng tiếc nữa là... Tôi thì thông ngay, có ngại là ngại ông Bách ấy. Thêm đất vào đây không chết nhờ, chúng mày đâu? Nhanh lên! Nhanh lên! Cứ chắc ở lũ chúng mày thì có ngày chết giáo. Lũ ăn hại. Thôi, ai về chỗ này? Có điện báo về nước năm nay to hơn 545 bác ạ. To tao cũng chẳng sợ. Chị Dung bảo kỳ này lũ sông Đà sông Thao gặp nhau nguy lắm. Cháu sợ con bối này chẳng chịu nổi đâu. Im ngay cái mồm. Chị nói dại nơi rồi. Tao có chết thì mới vỡ được con bối này, nghe chưa? Im hết, không được nhốn nháo. Ai về chỗ này? Nhanh lên! Này, nhìn xuống chân mình ấy. Nhìn đi đâu thế kia? Em tự nhận đấy chứ.
Con ngốc ạ. Đừng có giả ngô giả ngọng. Ông Bách tính nóng như lửa ấy, mà mày cứ gây sự mãi, thằng mình nó đến cắt đứt mày. Nghe chị nói phát khiếp lên được. Chuyện nào đến chuyện ấy chứ. Không thèm nói với mày nữa. Mình thì lo đứng lo ngồi cho nó, mà nó cứ nhe răng ra. Thế chị bảo em phải làm thế nào? Bác bí thư phải lo đưa dân vào trong xóm, lo giữ đê chính. Chị chủ nhiệm có lo giống má, đến khi nước xuống là phải cấy ngay. Chị thì đi nghỉ đẻ. Việc của em phải làm. Mày đi thì hỏng việc, để tao. Không được. Chị phải lo cái này này. Cả xã lo cho chị đấy. Không biết. À, còn việc này nữa, tí tao quên. Đây. Tưởng gì? Thôi vậy. Ấy. Mày chán lắm. Anh Phương ấy nhá, đi mặt trận 11 năm 4 tháng. Hồi Tết về tập huấn, tao lục ba lô, chiếc áo gối hồi cưới hãy còn. Mày tặng cho thằng Minh một cái, nó vượt Trường Sơn, có tí hơi quê hương chả đỡ mệt à. Mậu dịch bắn đầy ra. Ấy, quan trọng là cái này. Thêu vào cho người ta. Chả biết anh thích thế nào. Thôi, chả kịp đâu chị ạ. Kịp chứ. Yêu nhau tam tứ núi cũng trèo. Công việc để tao đỡ cho. Mày cứ tranh thủ đi. Kịp tất. Thôi, chị về trạm xá đi. Lệnh thường vụ đấy. Chị cứ quanh quần ở đây, lỡ có chuyện gì. Má nhất nước nhất rón thích nó cả. Về họp ban chỉ huy chống lụt. Rồi, để các đồng chí bàn. Tôi thì chỉ lại bàn ngang bàn lùi. Thì đấu bãi rồi thì cũng phải tỉnh mắt ra chứ. Bác Bách ạ, ban chưa thường vụ họp quyết định rồi. Quyết định cái gì? Chuyện phá bối ạ. Phải chuẩn bị xong trước 12 giờ trưa mai. Cháu nhờ bác tổ chức chuyển bà con thôn 1 vào trong đây hộ cháu. Bác thấy thế nào ạ? Phải họp chi bộ ngay mới kịp bác ạ. Cái gì? Họp à? Được. Đồng ý. Chấp hành. Xin chấp hành. Alo, đâu đây? Vũ Thịnh đây. Vâng, chị Dung, huyện đại điều 200 cây.
cái tre chị ạ. Cho đâu? Vân Công Phú Giang. Em làm lệnh đi, lấy ở thôn 1. Thôn 7 chứ, ở đấy chưa huy động cái nào cả. Không, phải để dành. Coi chừng bốn cái hố bom trên quãng đê chính thôn 7 có thể gây sự đấy. Nhưng lấy ở thôn 1 thì ông Mách không đồng ý đâu. Lại thành kiến rồi. Đưa tới ký nào. Âm rồi. Cho chạy hai máy thì đêm mai cạn, rồi đưa vào trong úng ở trong đêm, còn nhất định sửa xong máy trước khi đi. Sớm muộn cũng có lệnh phá bối cho thầy. Tao bảo mày tắt máy đi. Dẹp lại, dẹp tất cả lại, cho chuyển máy bơm vào trong đê, rồi về nhà chuẩn bị đồ lề mà đi. Có lệnh phá bối hả thầy? Lệnh nào? Có lệnh bà chủ tịch cho mày. Cụ lại cáu rồi. Thầy giận oan Dung. Con biết Dung cũng đau xót, cũng tiếc con bối chẳng kém gì thầy đâu. Nó đau xót gì mà nó nỡ thế à? Mày làm tài trai mà để cho đàn bà dắt mũi thì cũng chẳng ra cái thá gì. Thôi, cứ chữa cho xong đi, lau hộp cái này. Anh Minh nhỉ? Hả? Thế anh bảo chồng làm to thì hơn hay là vợ làm to thì hơn? Chú mày lo đến chuyện đó hơi sớm đấy. Thank you.
Bác Bách, cháu tìm bác mãi. Có tình hình mới bác ạ. Lại giữ được bối à? Biết ngay mà. Không ạ. Căng luôn. Thường vụ vừa hội ý cấp tốc, phải phá bối lúc 10 giờ sáng, chứ không chờ đến trưa nữa. Tin mới báo sang, kẻ gốc gạo núng lắm rồi. Núng cái gì? Nó đang hát tầm bầm cơ cả. Có nghe thấy không? Đừng có dối lên như thế. Bộ máy nước rút thì sao? Bao nhiêu tiếng xấu cứ đổ cả cho tao, tao chịu. Trung ương thương dân chả bắt tội mình đâu. Đấy, có lệnh phá bối từ năm 63. Mấy năm nay mình cố giữ, có sao đâu. Nấn ná nghe đã. Nấn ná. Nhưng mà vướng bối, nước nó cứ tạt đi, cứ thúc mãi vào kè gốc gạo thì bung mất. Nước năm nay còn to ghê lắm cơ. Trung ương thương dân xã mình, nhưng cũng còn phải thương hàng triệu đồng bào trong đây chính bên kia sông nữa. Còn đường số 1 kia, trung ương còn thương cả đồng bào miền Nam nữa. Gớm chưa? Dễ tao làm hại đến cả hòa bình thế giới nữa. Cháu có dám nói thế đâu ạ. Tao bảo này, thanh niên chúng mày, hăng hái thế là tốt, nhưng không được vội, vội là mất hết. 10 năm, mồ hôi nước mắt của cả xã đấy con ạ. Nhưng lúc cần thiết thì cũng đành phải hy sinh thôi bác ạ. Chị đừng dạy tôi hy sinh. Nó nói nghe mà cứ ngọt xớt đi. Lúc mới giải phóng, cả xã ăn khoai, ăn cháo xây đắp nên con bối, xây đắp nên cơ đồ cả cái xã này. Chị làm gì? Chị còn đi đánh chuyện. Con bối thì chắc, thì vững. Đã đến nỗi nào hy sinh. Bao nhiêu con người ước mơ cả một đời người mới được thế này. Hy sinh. Không biết sót à? À, các anh các chị trong đê thì dễ lắm, phá bối tán thành đồng ý nhẹ tinh tinh. Kìa bác, thầy sao thầy lại nói con thế? Thầy đã, rồi con cũng là con dâu người bố. Đời sống bà con thế nào thì con cũng thế chứ ạ? Không ạ, đấy là chuyện của chị với anh Minh. Bây giờ dân chủ, tôi chả nghĩ đến chuyện có bà con dâu làm chủ tịch đâu ạ. Tôi lạc hậu lắm. Bây giờ thầy giận con, thầy nói thế. Con có điều gì không phải với thầy đâu. Sắp tối rồi thầy ạ. Thầy đến chỗ chuyển dân hộ con, con sợ không kịp mất. Thầy ạ, thóc giống kho thôn 1 phải chuyển hết vào thôn 5.
không đưa lên gác cao được đâu. Theo dự kiến thì gác này phải phá, vì nó cản đường thoát lũ. Con cũng đi vào kho đây. Xem còn phá được gì thì cho phá nốt đi. Chúng tôi xin chấp hành lệnh đồng chí chủ tịch. Nhưng tôi nói cho chị biết, chuyển dân thì cứ chuyển, chứ đụng vào bối của tôi là không xong đâu. Tôi còn nghe xem đã. Ông cho tôi hỏi nhá, chứ con Dung nó là cái gì mà nó bắt cả làng này phải theo nó mà khổ thế này hả? Con Dung nào bắt, vì lợi ích của cả nước, cả thế giới thì mình phải hy sinh, hy sinh để thắng Mỹ. Ông nói thế nào cũng phải, lúc ông bảo đi đắp bối cũng là thắng Mỹ, có đúng ông nói thế không nào? Đúng. Thế bây giờ ông bảo đi phá bối cũng là thắng Mỹ. Đúng. Đúng là đúng thế nào nào? Để bối ấy, lũ tạt chéo vào kè gốc gạo. Lũ năm nay to quá, vỡ kè mấy tỉnh, nguy to, ngập tất cả
được vận chuyển vào mặt trận. Thế đấy. Ông biết thế, sao ông còn hô hào, ấp bối cho bằng được. Ngày còn mồ ma ông lão nhà tôi, chậm một tí là ông gắt lên, đến khổ. Ông có còn nhớ không? Lúc ấy tôi nghĩ chưa đến nơi, bà biết không? Cái óc mình, nó hẹp. Nghĩ được đến thế thôi. Bây giờ thấy sai thì bảo là sai. Bao nhiêu năm giờ vun vén xây dựng, bây giờ mất cả. Tôi đang chết từng khúc ruột gì đây. Bà còn hành tôi nói gì nào? Nào ai dám hành ông? Công lao của ông đối với cả xã to như thế. Ý dáng như ngày trưa ấy à, là người ta phải lập đền thờ ông ấy chứ lệ. Thôi đi bà. Đi. Bác Bách ơi, sao bỏ nước trứng rồi? Không bàn tán lôi thôi gì cả. Chuyển hết ngay đi đêm nay cho kịp. Thôi đi đi chúng mày. Chúng mày bàn nhau thế nào? Thì hàng tháng nay có lúc nào mở mắt ra đâu mà bàn. Hôm em đưa giấy gọi tái ngũ, anh ấy có hỏi em có thắc mắc gì không. Em lắc đầu, thế là anh chạy biến mất. Thế thằng cứ ôm lấy cái máy bơm. Thế có định cưới không? Đang tình hình này, em định anh Minh đi rồi, em sang ở luôn bên ấy. Ấy chết, không được. Mày thân danh là chủ tịch, làm thế bà con nói cho. Nói gì? Chúng em tìm hiểu, cả xã đều biết. Nhưng không cưới xin gì, kẻ xấu miệng nó bảo mày theo giai. Đã gọi là xấu miệng thì có gì là đáng sợ. Cốt là bác Bách hiểu em hơn, dễ nói chuyện hơn. Thôi, em đi đây. Không được. Đi tìm thằng Minh ngay, bảo nó nói chuyện ấy với ông Bách. Còn mày, đừng có gây chuyện nữa. Việc nhỏ có khi lôi thôi to đấy. Bách ơi, nước đứng rồi cơ mà. Thôi, cứ nói lung tung cho bà con phải đứng lại. Đường chân là đường này. Bác Bách ơi, sao bảo nước đứng rồi cơ hả bác? Thôi, chị cứ cho cháu vào đi cho chắc đã. Đi đi chị. Công
có đất lên thế này là không thể vỡ được đâu. Bác Bách, tôi nghĩ cái tình hình này mà thì ta cứ chờ xem có khi qua được không? Qua được. Bà con về thu xếp đồ đạc vào trong đây ngay. Bác Bách à, có người xuôi mạng ở trên khu khai hoang về, thấy suốt dọc sông các đê bối vẫn yên vị cả. Người ta đã chịu phá đâu? Mặc người ta. Thì vẫn. Nhưng mà cháu nói có bác chứ, lũ to là ở đâu chứ riêng gì con bối của mình. Cứ chặt hết rừng ở đầu nguồn đi thì đến 4 con sông Hồng cũng không tiêu kịp lũ. Mỗi thứ một tí. Tại mình, trên đã ra lệnh phá bối 8-9 năm rồi, mình cứ nấn ná ở lại mãi thì vẫn. Đành là bối nó cản, đồng ý phá bối. Mà cái dạng nhãn kia thì tội tình gì, cả bệnh xá cả kho nó thì cản được mấy tí, thế mà cô Dung lại cứ cho người đi chặt cây ầm ầm trong kia kìa. Chặt rồi à? Kiểu cán bộ mới thích gây tín nhiệm nhanh mà. À, hay là bác sang bên Phú Giang gặp đồng chí phó bí thư tỉnh. Hình Mích. Dạ. Thôi, về vận động bà con đi đi đã. Nếu ai chưa thông, giải thích cho người ta. Giờ là không xong đâu. Thank you.
đã đem được bông Thiên Lý này ra trận em nhỉ. Em theo cho anh mang đi. Ở nhà có khó khăn gì không em? Anh hiểu. Thầy là người tốt đấy. Anh tin chắc rồi thầy sẽ hiểu em. Quái, sao bà con lại quay lại nhỉ? Vân ơi, sao cô lại quay lại thế hả? Bà kia có thanh niên mà không quay lại là thế nào nhỉ? Các cụ các bác ơi, sao lại quay về thế này? Sao bà nó xuống thế bà? Đúng rồi, lai bảo. Nghe ông bác bảo thế mà. Có làm ra đâu. Không phải đâu. Bác phá bối đến nơi rồi các bác ạ. Bác ơi, bác nghe cháu một tí đã. Cháu đề nghị các bác, đề nghị các cụ nghe cháu một tí đã nào. Chứ tôi hỏi cô to hay ông Bách to? Thì bây giờ cô là chủ tịch thì cô to, nhưng cô có kinh nghiệm bằng ông Bách không? Cụ ạ, cụ nghe cháu, cứ vào trong xóm đi đã, mai cháu thưa chuyện với cụ sau. Không phải thế, cô cứ đi thưa chuyện với ông Bách đi đã. Bao giờ ông Bách bảo tôi đi thì tôi đi. Đã ngần này tuổi đầu, phải đi ăn nhờ ở trọ cực lắm. Các cụ, các bác vào trong đê hộ cháu. Các cụ ơi, các cụ ơi, anh Mích, đảng viên như anh mà cũng quay lại thì lạ thật. Tôi thì dễ thôi, tôi chẳng có gì. Đồng chí Dung ạ, tôi bảo, tôi cứ nghĩ mãi có nên nói không. Có nhiều chủ trương của đồng chí, ông Bách cũng không thông đâu. Ông ấy bảo, đồng chí đừng nói với ai nhé. Đồng chí vừa rồi mới được đề bạt, muốn gây tín nhiệm nhanh. Nguyên một việc chặt cây phá cả đường trục ngang, cả bệnh xá, cả kho là để gây thành tích cá nhân thôi. Yên, để tôi nói nốt đã. Ông ấy sang bên Phú Giang gặp đồng chí phó bí thư tỉnh để kiện đồng chí đấy. Tôi cản mãi mà ông không nghe đấy. Bậy. Thì ông vừa nói với tôi xong, tôi mà có nói sai thì... Chị Dung, có điện thần chị ạ. Bác Bách có trụ sở không? Không. Phải họp gấp, em đi triệu tập đi. Vâng. Mà thôi, không kịp, tôi mượn xe đạp. Bác Tiêu ơi, bác cho bà con ra chặt cây ở đồng ruộng, cả bệnh xá nữa. Bác bảo
xuống rồi. Xuống đâu? Hà Nội bây giờ là... báo động số 3 rồi các bác ạ. Hiện nay vẫn còn một con lũ lớn nữa đang ập về. Chết tôi rồi. Tôi chưa chuẩn bị được gì. Tôi về một tí đã. Bác có biết bác Bách đâu không? Không thấy. Quái lạ. Biết quá, cứ giữ như con sư tử ấy. Sắp hết chưa? Mới được một nửa. Nguy thật. Cậu Đình lại, đưa hết anh chị em về xóm, đi từng nhà một vận động lại lần nữa. Cho gọi loa đi. 2 giờ nữa mình sẽ cho phá bối. Bác Bách có đến đây không? Không thấy. Quen nhau có bao giờ em thông thả đâu. Ngại ngại, chưa lần nào dám nói với thầy những suy nghĩ của con, những chuyện bàn bạc của chúng con. Phải làm thế nào? Phải làm khác đi thầy ạ. À. Chứ như thế này, con thấy thầy khổ quá. Cứ mỗi vụ nước, thầy lại già đi trông thấy. Mà bà con cũng khổ. Năm nào cũng vậy, chỉ một con mối ấy, mà hàng ngàn người phải dằn vặt. Hay phá, phá hay giữ. Chỉ một khúc đê mà đã thế, chắc là mấy nghìn cây số đê, trung ương cũng phải bạc đầu đi. Ai thì cũng là người, cũng như con, cũng như thầy. Mà chúng ta còn bao nhiêu việc khác nữa. Những điều ấy, thầy hiểu hơn con. Nhưng con cứ nói, con nghĩ mình phải làm một cái gì đấy thật bạo cơ, thật khắc hẳn cơ. Phải.
phá hẳn bối đi, xây dựng lại khu bãi bồi theo kiểu khác. Sẵn có phù sa đấy, ta đào một con kênh từ chỗ giếng chùa đến tận đồng bụt, đặt những máy bơm mạnh thành hệ thống bơm mưa nhân tạo. Cả xã ta sẽ chuyển hướng canh tác, sẽ trồng thêm những cây công nghiệp, sẽ chủ phú gấp 3-4 lần bây giờ. Thầy nhiều kinh nghiệm, sẽ chỉ bảo cho chúng con. Thầy sẽ đưa chúng con đi như đưa cả phong trào đi trong mấy chục năm nay. Tất cả những điều chị nói đều phải cả. Nhưng tôi sống ở cái bãi bồi này từng mấy năm rồi. Nhìn chiều trời mức nước tôi biết lúc nào cần phải phá bối, mà lúc nào thì có thể giữ được. Chị Dung đấy hả? Sao lại đứng mưa thế này? Bác Bí Thư! May quá! Cháu đang định đi tìm bác. Có điện khẩn bác ạ. Tôi biết rồi. Thế tôi mới đi tìm đồng chí đấy. Thế nào? Thôi thế này nhá. Đồng chí lấy xe đạp đạp theo. Đề nghị đồng chí Bách cùng quân đội xung kích sang ngay kẻ gốc gạo. Thế nhưng... Đồng chí cứ nói rõ. Đấy là ý kiến của tôi. Trăm nghe không bằng một thấy. Đồng chí Dung ạ. Lên liên hệ cái đáp. Sang không đấy ạ? Phải, chính tôi. Chỗ này đã có bộ đội đảm nhiệm rồi. Bác lo hộ cháu không dây số 2 dưới kia. Chỗ đấy có mấy cái hố bom của Nhất Sơn nó ném. Xem có vẻ núng lắm. Bác đi theo cháu.
bồi to thêm con trạch nữa mới được. Chỗ có hố bom là lôi thôi lắm đấy. Chờ ông Bách về chứ nhỉ? Không phải chờ. Chờ thì vỡ đê bên kia mất còn gì. Vớ vẩn, tao đẻ còn chờ thăng trăng. Này, anh đừng có đem ông Bách ra mà làm ngó hộp nhé. Các đồng chí, phá đi. Khoan đã. Lui cả ra tao bảo kìa.
còn đứng ở đây làm gì? Về xóm mà lo cứu dân đi. Phá hẳn bối đi, xây dựng lại khu bãi bồi theo kiểu khác. Sẵn có phù sa đấy, ta đào một con kênh từ chỗ giếng chùa đến tận đồng bụt. Cả xã ta sẽ chuyển hướng canh tác, sẽ trồng thêm những cây công nghiệp, sẽ chủ phú gấp 3-4 lần bây giờ. Dung nó nói đúng đấy. Xã ta chuyển hướng canh tác sẽ giàu có hơn bây giờ nhiều. Mày mãi đến chết cái bà thôi. Bây giờ bà còn quanh quẩn ở đây, có khổ tới không cơ chứ. Thấy bảo bà con trở về nhiều, tao phải vào xua đi. Qua đây thấy nhà ông Bách đồ đạc thóc lúa bỏ bừa bãi chả ai lo, tao khuân lên nóc tủ cho ông ấy, thế là mất đường ra. Chị thật không còn ra làm sao cả. Thôi, ngồi đây mà chờ. Chứ vác cái trống này xuống mảng thì có mà chìm nghỉ. Thôi được, cứ đi lo công việc đi. Cẩn thận nhé. Ông Bách ơi, tôi nghe ông mà tôi khổ thế này đây. Nghe cái gì? Tôi đưa bà vào từ tối cơ mà. Ôi dạ, thì thằng Chức nó bảo là ông bảo thế mà. Thằng Lão. Bà có thấy con Dung nhà tôi đâu không? Thì nào có thấy ai. Dung. Kìa Minh, sao chị vẫn còn ở đây? Chị có thấy thầy em không? Không thấy. Khổ quá. Con Dung vừa đi xong. Này, mày chờ đây, nó đi lấy thuyền về đón tao. Em lặn vào nhà một tí vậy. Hay quá, anh Mích cho tôi mượn chiếc thuyền, cần lắm. Đồng ý ngay. Nhưng mà đồng chí cho tôi chở nốt chuyến này vào. Cần thuyền
đi cứu người. Nhưng mà tôi đã chót xếp chú mất rồi. Anh có còn chất đảng viên trong con người nữa không? Tôi xấu hổ phải gọi anh là đồng chí. Nhìn kia kìa. Tôi chót đồng chí Dung. Anh có còn là đồng chí của tôi nữa đâu. Chính quyền trưng dụng chiếc thuyền này. Anh xếp đồ đạc lên mái nhà kia. Phương, anh em thanh niên tập trung ở cảng ở kia rồi, em phải đi đây. Dạ hơi, chờ một lát đã. Thôi, em đi đây. Bách ơi, cho cháu vào với. Thôi bác ạ, không hết đâu. Cái gì cần mang vào trước? Gì cũng cần cả. Để đây sợ mất mất. Thôi thôi. Ba khoan đắt quá, chết còn sướng hơn. Cả một đời người ước ao chất chiêu mãi mới được có thế này. Ai mà chả sao. Tôi ngần ngày tuổi đầu thấy như anh có một cái ước mơ của anh, sao nó nhỏ bé, sao nó hèn thế, nó thấp kém hơn cả bản thân anh. Tuổi trẻ như anh phải mơ ước cái gì to lớn lâu dài. Cuộc đời một con người quý lắm chứ. Thôi ta đi. Mày gặp nó chưa? Khổ thân thằng bé quá. Mày phải đi theo nó ngay, không phải chết với tao bây giờ. Được rồi, chị cứ lên đây đã. Con giờ hơi. Chứ mày tưởng việc tiễn người ra mặt trận là chuyện nhỏ đấy à? Đi. Đi ra dặn dò nó vài câu rồi về. Này. Mang cho nó tí hơi quê hương nhá.
cứ như là em theo anh ra mặt trận. Chị nhỉ? Để tao đưa mày lên đê, rồi tao đi đón đồng bào hộ cho. Dung, nghe bộ đội kìa. Chào các cô. Chào đồng chí. Các cô có biết đồng chí chủ tịch xã ở đâu không? Có ạ. Tôi đây. À, báo cáo đồng chí, đơn vị tôi được cử đến để đón đồng bào lên đê. Đề nghị đồng chí hướng dẫn cho những địa điểm được ưu tiên trước. Vâng. Mời đồng chí lên xe. Cứ đi đi. Bao giờ em thông thả đâu.